Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì quý vị biết á, những người sống ở hải ngoại chúng tôi đó, và khi đã chọn về Việt Nam để mà sống ở những cái tuổi sụp sồn này á, là để hưởng thụ những cái ngày tháng còn lại của cuộc đời. Như video trước tôi chia sẻ là cái tuổi sụp sồn là cái tuổi mà coi như là nó đã qua mùa thu và sắp đến mùa đông. Nếu mà có 60 năm cuộc đời thì còn bao nhiêu nữa đâu mà sao còn không hưởng thụ. Thì một trong những cái mà thích nhất khi về quê miền Tây là được thưởng thức những cái món ăn miền Tây. Trời ơi, nó gọi là quốc hồn quốc túy mà các bạn. Thấy không? Mỹ vị nhân gian mà. Nhưng mà thật sự không có gì ngon bằng là cây nhà lá vườn. Ha, mọi thứ đều là đặc sản của quê mình. Cái gì nó cũng ngon hết á. Thì xin thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái món gọi là bánh canh cá lóc của miền Tây. Khi nói tới món này chắc nhiều người coi như là thích lắm ha. Ngoài bánh xèo ra thì khi nhắc tới ẩm thực miền Tây đó thì bánh canh cá lóc cũng là một cái món ngon không thể bỏ qua. Mà đặc biệt là cá lóc đồng đó nha. Vị cá lóc rất là ngọt, đậm tự nhiên. Bánh canh đó, mềm dẻo nhưng mà không phải là loại bánh canh mua ở chợ đâu. Mà bánh canh này là do người dân ở quê tôi đó tự làm bột, tự cuốn trên cái chai hoặc là tự sắt, chứ không phải là cái bánh canh mà mua giống như ở siêu thị mà ở nước ngoài hay là ở Sài Gòn mà ra ngoài mua mấy loại bánh canh đâu, cũng không có đã đâu nha. Rồi xin thưa các bạn á, nếu như mà các bạn đã từng một lần được thưởng thức món bánh canh cá lóc á thì chắc hẳn bạn không thể nào quên được cái cảm giác rất là đậm đà của thịt cá lóc. Nó mềm mà nó quyện vào tô nước dùng, ngọt rất là thanh, rồi cộng thêm một vị ớt cay nồng hấp dẫn. Bánh canh cá lóc được xem như là một món ăn rất là dân dã, quen thuộc của người Việt. Và bánh canh cá lóc có thể dùng vào buổi sáng cũng được nè, buổi trưa cũng được nè, hoặc buổi chiều cũng được nè. Và đặc biệt ngon nhất là khi trời mưa đó. Mùa này là đang ở Việt Nam á, chúng ta đây đang mưa nè, tháng 6, tháng 7 nè, mưa này ha, ăn này đã lắm. Mà nếu mà có một chút rau nắng đất nó bỏ vô thì còn gì bằng nữa các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn tự tay làm món bánh canh cá lóc á, và đặc biệt là các chị em phụ nữ mà muốn chinh phục mẹ chồng á, làm thử món này đi. Tôi chia sẻ cho cách mà bà chị của tôi cũng nhờ cái món này mà coi như là chinh phục được gia đình chồng đó nha các bạn nha. Thì đơn giản thôi, bây giờ cách làm thì quý vị biết, cứ kiếm con cá lóc ngon, nếu mà dưới quê thì đặt người ta, hoặc là kiếm ra ngoài đồng, ngoài ruộng bẫy, hoặc là đặt lợp, đặt là hay là câu vậy, con cá lóc đi. Rồi sau đó đó, bột năng nè, trộn với bột gạo nè. Đó, rồi mình sẽ làm bột á, mình sẽ trộn xong cái mình sẽ cắt ra ha. Rồi thêm tí nữa là nếu mà có rau đắng đất hoặc là mấy cái rau mà hái về ăn ngon chưa từng thấy luôn các bạn. Rồi thôi thì bây giờ mình sẽ nói sơ sơ, mình sẽ nói tới đâu thì bạn coi cách làm tới đó nha. Rồi mời các bạn coi cái công đoạn mà hàng cháu tôi với bà chị tôi á, là từ công đoạn mới bắt cá xong rồi làm cá, rồi làm cá lóc nấu, rồi cả nhà thưởng thức. Trời ơi, cái cảnh nó đẹp lắm các bạn. Nếu mà ai mà có cơ hội mà về được quê tôi đi, rồi tôi sẽ đãi món này cho nha. Ngoài bánh xèo còn có bánh canh cá lóc nữa. Rồi mời quý vị xem nhớ nha. Ai chưa ăn sáng thì nhớ ăn đi, chứ mất công rồi đã thừa là do tôi chọc tức cái bao tử là tôi không chịu đâu đó. Rồi mời quý vị xem video. Đường quê này phụ ba mẹ làm vườn, đi con đường quê vào quê nè. Lúc này đổ nhựa hết rồi, không có còn những con đường giống ngày trước nữa. Thấy không, tuyệt vời. Xung quanh nhà là sầu riêng rất là nhiều, nhà không có sầu riêng hết. Thưa bác Năm, chúc mừng nghe, thấy ấm ấm rồi đó. Thấy bác Năm ấm rồi đó, im im rồi đó. Bạch chế lại và làm cái máy bơm nước. Hôm nay để mũ cũng gần 15 ngày rồi cả nhà. Dạ. Bắt được ít cá nè. Mấy ngày rồi. Được hai con cá lóc. Ấy này là chất lượng. Ba con cá rô phi luôn. Ít, ít cá sạch. À, bên đây con nữa nè. Đó. Trời, cái bù đã quá ha. Vô mánh luôn. Nó canh chua ha, kho tiêu lụm. Đặt cái này là cá sặc, cái gì vô lụm hết trơn. Lụm hết trơn. Ôi trời. Dục mấy ốc đi bạn. Cái này được 3 con cá sặc. Con cá nuôi 4. Con cá lóc. Cũng còn luôn.
cũng cá sặc. À, lóc lát này ở bù vàng. Bù vàng mà. Lóc đồng là chất lượng. Lóc này chín tông rồi lóc đồng á. Tha luôn đi mày. Có nước nó chạy. À, đi chợ cũng mua hai cái chắc mương cạn đặt bỏ bậy khô lắm à. Bỏ nó có ăn đồ anh đi. Ba con này tầm nửa ký rồi mẹ. Chắc cả đó. Thấy trái thay riêng hả? Ừ, thay trái hay là gã chưa mình xem. Cả lung lung cái lóc đồng luôn hả mẹ? Cái lóc đồng con thì nó không đồng. Ừ, mất hơn. Thôi rồi, để vô luôn. Ủa, hết luôn hả? Đủ luôn hả? Không có cần đặt lắm. Để vừa vừa múc hay sao? Chưa lại cái gì. Tôi cho hấp dẫn quá nè. Đặt lại cái lò, cái lò không ạ? Thôi chứ, dính tiếp rồi. Con tôi thấy nó có gục kỳ nên nó nổi, nó trở ra. Không, nó còn có lỗ thở là được hả? Với chà bơm nó là cạn hôm qua. Ồ, hấp dẫn chưa? Rồi. Múc đi, cá thì tự múc. Con này con khác à. Cho một tô cho bác bảy mình. Bé ơi, mấy canh nè. Cá đồng ăn khác con cá nuôi ha. Nhưng cá là dùng. Dạ. Nào cá thêm nữa không? Nó gấp cá cho mẹ vô. Một tô bánh canh có 20.000 thôi quý vị. Chả thì 5.000, kiếm khúc 1.000 là 6.000. Giữa rau đã với sợ miễn phí.
26.000 ăn no đã đời luôn. Đã đời không? 26.000 thôi, quá